Huấn luyện viên mới Go-eun Ki-in tung bài tập luyện siêu dị, thầy Park cũng không ngờ. Tất cả chúng ta ở đây có lẽ đã quá quen với việc U23 Việt Nam có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã giúp cho U23 Việt Nam đã đạt đến những mốc son chói lọi trong lịch sử. Thật sự không có người hâm mộ nào thì không muốn một cuộc tình đẹp này phải chấm dứt, nhưng điều đó là điều không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu đồng hành cùng với bóng đá Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018. Thời điểm đó, ông dẫn dắt U23 Việt Nam sau khi trải qua kỳ SEA Games 2017 thất bại với việc bị U23 Thái Lan loại từ vòng bảng. Ông Park đã bị đặt trong sự hoài nghi về khả năng thành công với U23 Việt Nam. Thời điểm đó, không nhiều người chú ý đến hành trình của thầy trò ông Park, thậm chí là việc ông tuyên bố cùng U23 Việt Nam tạo địa chấn cũng là điều bị xem hoang đường trong bối cảnh mà đội nhà đang làm nhiệm vụ tầm khu vực còn chưa xong. Kết quả, U23 Việt Nam đã tạo ra một cơn địa chấn thật phi thường tại châu Âu khi mà vào đến tận chung kết. Hiệu ứng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra khiến cho không chỉ Đông Nam Á mà cả châu Á cũng phải nhắc đến. Với thành tích Á quân U23 châu Á 2018, ông Park không chỉ giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc mà còn mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Chính lực lượng U23 sau này đã làm nòng cốt giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thành công ở nhiều giải đấu khác ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở đội tuyển U23 thì ông Park đã giúp U23 Việt Nam tiếp tục thành công khi mà vào tới bán kết ASEAN năm 2018. Đó tiếp tục là một cơn địa chấn khác. Trong bối cảnh mà dư âm của cơn sốt Thường Châu vẫn còn chưa lắng, đó là thành tích giúp ông Park khẳng định giải U23 châu Á không chỉ là sự nhất thời, dấu ấn trong lịch sử, là cách sử dụng nhân sự của ông Park, nó đã mang đến một cách hiệu quả cao. Và đỉnh cao ở cấp độ U23 đó chính là việc ông Park đã giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có huy chương vàng tại SEA Games sau 60 năm chờ đợi ở kỳ đại hội trên đất Philippines 2019. Đó là danh hiệu đưa tên tuổi Park Hang-seo trở thành tâm điểm của Đông Nam Á thời điểm đó. Thực tế, trước thềm SEA Games 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xin là thôi dẫn dắt U23 Việt Nam và thay thế tiến cử trợ lý Lee Jong-jin. Ông muốn tập trung nhiều cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau khi nghe lãnh đạo hành nghề và VFF phân tích việc tầm quan trọng của tấm huy chương vàng SEA Games, ông Park đã tiếp tục dẫn dắt song song hai đội để chinh phục danh hiệu. Với tấm huy chương vàng lịch sử, ông Park cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng khi mà SEA Games diễn ra tại Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại tiếp tục sứ mệnh quan trọng khác, đó là bảo vệ tấm huy chương vàng trên sân nhà. Đó là danh hiệu mà người Việt Nam đã chờ 19 năm trước đây khi mà Việt Nam đã bị để rơi vào tay của người Thái. Cuối cùng, ông Park đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ quan trọng bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games. Với danh hiệu này, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây cũng là kỳ SEA Games vượt khó của ông Park khi trong tay không có nhiều lực lượng tinh nhuệ. Lối chơi của U23 Việt Nam phụ thuộc lớn vào ba cầu thủ quá tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Bên cạnh đó chính là áp lực tâm lý đè nặng. Chính ông Park thừa nhận rằng SEA Games này là một giải đấu có rất nhiều ý nghĩa với tôi. 3 năm trước, sau 60 năm chờ đợi, tôi và U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên. Còn năm nay, Việt Nam là đội chủ nhà và tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng trước huy chương vàng. Cầu thủ nào cũng luôn cố gắng. Với tư cách huấn luyện viên trưởng của U23, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này. Đôi lúc tôi bị stress với mục tiêu này. Sau SEA Games 31, ông Park sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam. Người tiếp quản sẽ là huấn luyện viên Go-eun Ki-in. Sự chuyển giao này thì cũng sẽ hứa hẹn những điều mới mẻ tại U23 Việt Nam. Bởi suốt thời gian vừa qua, chiến thuật cũng như là cách lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo bị cho là có phần cũ kỹ. Nhưng đây cũng là cuộc chuyển giao mang tới nhiều áp lực cho người kế nhiệm khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được quá nhiều thành công. Lối chơi bóng của ông Park trong suốt 5 năm vừa qua đã in sâu vào tâm trí các cổ động viên nước nhà. Trong suốt 3 năm qua, ông đã xây dựng một Việt Nam U23 với một lối đá vô cùng thực tế, chờ chắc chắn và chờ cơ hội là kết liễu những đối thủ mạnh hơn, luôn duy trì và kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý của mình. Sẽ cần một khoảng thời gian để huấn luyện viên mới có thể thi đấu và tạo ra dấu ấn với U23 Việt Nam. Chính ông Park thì cũng phát biểu về tân huấn luyện viên. Mỗi huấn luyện viên đều có những trợ lý khác nhau. Dưới góc độ hiện tại, tôi không thể tham gia ý kiến giúp ông Go-eun Ki-in, đặc biệt là trong công tác là chọn người. Nhưng ở góc độ nào đó, tôi sẽ giúp ông ấy hiểu về văn hóa, sự hiểu biết cầu thủ của Việt Nam. Còn về áp lực, tôi hy vọng người hâm mộ truyền thông sẽ giảm tải, giúp ông Go là sớm hòa nhập và có được thành công trong bóng đá Việt Nam. Ông Go thì cũng nhắn nhủ tới các cầu thủ là các bạn đang làm quen với một chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng hiện tại tôi đang sử dụng một chiến thuật khác, hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật của tôi. Chúng ta chưa thể biết chiến thuật mới của chiến lược gia người Hàn Quốc là gì, nhưng mà phóng viên ghi lại trong buổi tập của U23 Việt Nam thật sự gây sốc. Huấn luyện viên Go-eun Ki-in đã cùng tập luyện với các cầu thủ, ông nhảy múa với những trái bóng như là một siêu sao Brazil. Ngần ấy thì vẫn chưa có gì đặc biệt khi mà sau đó ông đã làm cho dân cư mạng phải thốt lên quá cháy.
Cụ thể, ông đã mang cả loa vào sân, bật nhạc sàn cùng với các cầu thủ leo quẩy tung sân tập, một phong cách huấn luyện chưa từng có và thật sự đặc biệt. Phóng viên cũng đã phải thốt lên, huấn luyện viên Gom Ki-win đang làm điều đặc biệt chưa từng có từ trước tới nay với U23 Việt Nam. Các cổ động viên cũng thật là vô cùng thích thú với huấn luyện viên mới. Không thể tin nổi, ông thật là trẻ trung và năng động, hy vọng nó sẽ giúp cho các cầu thủ có tinh thần tốt hơn. Anh LND đã bình luận, hay là một cổ động viên khác bình luận, chỉ có thể nói là quá cháy với cách huấn luyện của ông Gom, chắc chắn là các cầu thủ sẽ thích. Nhiều người lý giải do huấn luyện viên hiểu tâm lý của các cầu thủ còn trẻ, hầu như là trên dưới 20 nên là tập luyện một chút nhạc sẽ có phần thêm sôi động. Với những gì đang diễn ra trong buổi tập, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có một bộ mặt hoàn toàn mạnh và dứt khoát, có thể là mang cảm hứng của âm nhạc và bóng đá cũng nên. Sau buổi tập sôi động này, điều đặc biệt cũng đã diễn ra với 14 cầu thủ vào vô địch SEA Games. Cụ thể thì các cầu thủ đã được tập luyện với khối lượng vừa phải, họ được phép nghỉ ngơi sớm và sau đó đi tắm trong bồn nước đá. Mọi người hâm mộ lo lắng, đã cày ải vất vả như vậy thì còn hành xác bắt tắm nước đá, hay vừa tập xong đã bắt tắm nước đá thì muốn để các cầu thủ đột quỵ hay là sao? Huấn luyện viên có bị sao hay không? Giải đáp thắc mắc này thì chuyên gia thể lực U23 Việt Nam chia sẻ, ngâm mình trong nước đá là một phương pháp thư giãn phục hồi thể lực khoa học trở nên vô cùng quen thuộc. Với những nền bóng đá phát triển trên thế giới, một trong những nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ngâm mình trong nước đá là một hình thức phục hồi thể lực rất là tốt. Việc tập thể dục cường độ cao sẽ làm cho các bó cơ bị tổn thương. Điều này kích thích hoạt động phì đại của cơ quan cũng như là giúp tăng cường cơ bắp. Thông thường, cơn đau nhức sẽ khởi phát chậm vào từ khoảng 12 cho tới là 72 giờ đồng hồ sau khi tập thể dục. Trong khoảng thời gian đó thì vận động viên nên tiến hành một số phương pháp thư giãn giúp giảm đau và mỏi nhức cơ. Việc ngâm nước đá thì cũng có thể là giúp giảm đau sưng, đau cơ sau các buổi tập thi đấu. Nước đá gây co thắt mạch máu, trở thành cơ chế giúp đào thải các chất độc hại trong cơ thể, ví dụ như là axit lactic. Tạp chí Sinh học nước Mỹ thì cũng đồng ý với phân tích trên. Việc ngâm mình trong nước đá cũng như là nước lạnh sau khi mà tập thể dục cho phép các vận động viên hoàn thành được nhiều bài tập hơn trong các buổi tiếp theo. Ngôi sao Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ tiên phong sử dụng biện pháp này. Người thầy cũ của Ronaldo thì cũng đã chia sẻ câu chuyện tiết lộ trên thói quen này. Sau mỗi trận đấu tại khuôn khổ Champions League, các cầu thủ thường trở về vào lúc 3 giờ. Trong khi các đồng đội trở về nhà để ngủ thì Ronaldo lại ngâm mình trong bồn nước đá để cơ thể nhanh chóng phục hồi. Có lẽ nhờ vậy mà anh đã giữ được phong độ rất cao mặc dù là cũng đã nhiều tuổi rồi. Thực tế, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã không ít lần sử dụng phương pháp này trong những giải đấu khắc nghiệt. Ví dụ như là trận đấu Olympic với Nepal trong chiến dịch ASEAN năm 2018. Mong rằng với liệu pháp này thì có thể giúp cho chúng ta có một sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực trước các đối thủ mạnh. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các bại tướng của chúng ta trong trận chung kết SEA Games. Đó chính là Thái Lan vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 6. Sau ngày 5 tháng 6, Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc và trận đấu cuối cùng Việt Nam tái đấu U23 Malaysia. Cả hai trận đấu thì đều diễn ra vào lúc 20 giờ, khung giờ khá là đẹp.